Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 24/2020/TT-BCT quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 6 tháng 11 năm 2020. Đối tượng áp dụng của thông tư này là người điều hành hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí khi có các hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí trong phạm vi lãnh thổ đất liền, nội thủy, đảo và quần đảo, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia Việt Nam, được xác định theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nhiệm vụ phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí, tài nguyên dầu khí được phân thành hai nhóm là tài nguyên dầu khí đã phát hiện bằng giếng khoan và tài nguyên dầu khí chưa phát hiện. Đáng lưu ý, đối với tài nguyên dầu khí đã phát hiện thuộc nhóm chưa phát triển và tài nguyên dầu khí chưa phát hiện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm thống kê, cập nhật và ghi nhận nhằm mục đích phục vụ công tác quản lý và định hướng công tác tìm kiếm thăm dò trong tương lai.